Vương Mô Tô chào mấy anh em nha. Chào mừng mấy anh em đến với kênh đăng ký mua bán của Vương Mô Tô nha. Bữa nay bên mình giới thiệu cho anh em xe Rebel 300 phân khối nha anh em. Xe này là Honda Rebel 300 phân khối của Việt Nam nha. Xe này đăng ký năm 2019. Đời 2019 nha, xe còn rất mới. Xe này là như xe mới luôn nha anh em, xe thùng sau nó dậy luôn, anh em với xe thùng luôn. Ốc vít từng con sáng giới luôn, máy móc chưa đụng tới nha, ron chưa đụng luôn nha. Xe này là đẹp, cực kỳ đẹp luôn, như xe mới luôn nha. Ốc vít còn rất là sáng bóng luôn. Nắp nậu chưa mở luôn nha anh em. Xe này là bao chưa anh em, chưa mở, chưa động tới con ốc luôn nha. Xe này đồng hồ nó đây 8.173 km. Hơn rô đai chút, hết rồi, vừa hết rô đai 8.000 mấy cây. Xe này nó mới như xe thùng luôn. Nó làm mát bằng quạt gió cách nước nha anh em. Xe đồ nó rất là chắc chắn luôn. Mâm đĩa phuộc rất là đẹp luôn, còn mới tinh luôn. Lốp vỏ còn gai nha anh em, đây. Lốp vỏ nó còn gai, bánh vỏ theo xe luôn, còn gai luôn nha. Này quay kỹ kỹ từng chi tiết cho anh em xem luôn. Chứ xe này thì máy móc chưa động tới. Ốc vít còn rất là sáng bóng. Đầu nồi bình xăng chưa có một miếng sét luôn. Không thể nào mới hơn được. Xe cũ vậy là quá mới luôn, quá kỹ luôn. Xe này là 300 phân khối sang tên ủy quyền đầy đủ, rút gốc hỗ trợ cho anh em ở tỉnh xa luôn nha. Xe hải quan nha anh em. Sang tên toàn quốc nha. Anh em ở xa thì mình hỗ trợ rút hồ sơ luôn cho anh em luôn, giao tặng tay luôn, vì chỉ đăng nhập và ra tên thôi. Lốp trước lốp sau còn gai luôn nha anh em. Này là lốp vỏ theo xe luôn nha. Còn ốc đĩa này chưa có con ốc nào mở luôn. 2019 thì nó mới đây, mới chạy có một năm, vừa lú lú một năm xíu. Anh em xem kênh nhớ đăng ký kênh đi, rồi có gì theo dõi những cái video sau để Vương Mô Tô lên cho anh em xem nha. Để mình test cái máy lên cho anh em nghe luôn chứ, nó hậu quên. Đi cái này cốt pha đầy đủ, đi đêm hôm rồi rất là sướng luôn, đi đường xa rất là khỏe nha. Rồi anh em nào thích cái xe này thì điện thoại cho mình đi chốt giá nha. Số điện thoại mình có ghi ở bên dưới đó.
0906859709. Anh em là có thời gian thì qua cửa hàng xem cho nó kỹ hơn xíu cũng được. Cửa hàng mình ở bên quận Bình Tân nha, 143 đường Phan Anh nha. Rồi Vương Mô Tô chào tạm biệt mấy anh em nha.